ngân hàng Agribank là một trong những ngân hàng thương mại đầu tiên tại Việt Nam, cung cấp cho khách hàng rất nhiều sản phẩm vay hữu ích. Vậy bạn có ý định vay vốn ngân hàng Agribank hay không? Quy trình và thủ tục vay vốn tại ngân hàng Agribank ra sao? Lãi suất vay thì như thế nào? Hãy cùng blog khởi nghiệp tìm hiểu rõ hơn vấn đề này qua video này nhé! Xem xong video này, các bạn sẽ biết được những thông tin như sau. Lợi ích khi vay vốn tại ngân hàng Agribank. Điều kiện thủ tục vay vốn tại ngân hàng Agribank. Quy trình vay vốn tại ngân hàng Agribank. Lãi suất vay vốn tại ngân hàng Agribank mới nhất năm 2023. Những lưu ý khi vay vốn tại ngân hàng Agribank. Lợi ích khi vay vốn tại ngân hàng Agribank. Khá nhiều người đang băn khoăn vì sao mà Agribank luôn là địa chỉ để rất nhiều người lựa chọn khi có nhu cầu vay vốn. Những lợi ích vượt bậc dưới đây sẽ giúp cho bạn phần nào hình dung được những lợi thế khi vay vốn tại ngân hàng Agribank. Là ngân hàng thương mại do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ cho nên vô cùng an toàn và uy tín. Nhiều người băn khoăn việc vay vốn có bị lừa hay không? Vay ở đâu để không gặp phải tình trạng là tiền mất tật mang? Thì Agribank chính là ngân hàng nói không với chuyện lừa đảo khách hàng bạn nhé. Lãi suất thì ổn định, luôn nằm ở mức ưu đãi so với rất nhiều ngân hàng khác hoặc các đơn vị tài chính cho vay khác. Khách hàng còn có cơ hội vay lên đến 80% chi phí và mong muốn vay. Thời hạn vay thì lâu dài, có khoản vay lên tới 20 năm, đặc biệt là khoản vay liên quan đến mua nhà hoặc là vay xây nhà trả góp. Thâm niên thì lâu năm, uy tín, đã được rất nhiều thế hệ khách hàng tin tưởng. Nhiều gói vay khác nhau, phục vụ đa dạng khách hàng, từ doanh nghiệp cho tới khách hàng cá nhân. Điều kiện thủ tục vay vốn tại ngân hàng Agribank. Vay tín chấp tại ngân hàng Agribank. Vay tín chấp tại ngân hàng Agribank là hình thức vay vốn không cần tài sản đảm bảo. Ngân hàng chủ yếu sẽ dựa vào khả năng tài chính và uy tín tín dụng của cá nhân và doanh nghiệp đang làm việc để tiến hành xét duyệt, thẩm định hồ sơ vay vốn. Điều kiện để vay tín chấp ngân hàng Agribank. Để đăng ký vay vốn tín chấp tại ngân hàng Agribank, khách hàng cần phải thỏa mãn một trong số những điều kiện như sau. Khách hàng là công dân Việt Nam có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, nằm trong độ tuổi từ 20 cho đến 60 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh, thành phố, có chi nhánh hoặc là phòng giao dịch của ngân hàng Agribank, có công việc ổn định và thu nhập theo lương chuyển khoản từ 5 triệu trên một tháng trở lên, không có lịch sử nợ xấu tại bất cứ tổ chức tín dụng nào trước đó, phải có mục đích vay vốn hợp pháp rõ ràng. Thủ tục hồ sơ vay tín chấp tại ngân hàng Agribank. Những giấy tờ cần chuẩn bị để vay tín chấp tại ngân hàng Agribank thì bao gồm đơn đăng ký vay vốn theo mẫu của ngân hàng Agribank, căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân chính chủ còn hiệu lực, bản gốc hoặc là bản sao có công chứng sổ hộ khẩu, bản sao kê lương chuyển khoản trong 3 tháng gần nhất, hợp đồng lao động hoặc là giấy bổ nhiệm công việc ở công ty hiện tại, hai ảnh 3x4. Thời gian để duyệt hồ sơ vay tín chấp của bà giải ngân. Tùy theo khoản vay, thời gian duyệt hồ sơ và giải ngân sẽ khác nhau, cụ thể như sau. Đối với khoản vay không qua thẩm định rủi ro, tối đa là 1 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ của khách hàng. Đối với khoản vay qua thẩm định rủi ro, tối đa là 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ của khách hàng. Vay thế chấp tại ngân hàng Agribank. Vay thế chấp tại Agribank là một gói vay có hạn mức cao được áp dụng cho tất cả các khách hàng có tài sản thế chấp là sổ hồng, sổ đỏ hay là sổ tiết kiệm muốn được vay thế chấp tại ngân hàng Agribank để phục vụ đầy đủ những mục đích chi tiêu cá nhân. Điều kiện để vay thế chấp tại ngân hàng Agribank. Để đăng ký vay vốn thế chấp tại ngân hàng Agribank, khách hàng cần đáp ứng đầy đủ những điều kiện dưới đây để nhận được hỗ trợ vay thế chấp tại ngân hàng Agribank nhanh chóng nhất các bạn nhé. Khách hàng chính là công dân người Việt Nam thuộc độ tuổi lao động, sinh sống ở những khu vực được ngân hàng Agribank hỗ trợ. Có phương án vay vốn khả thi, phù hợp. Có công việc và mức thu nhập ổn định, đảm bảo khả năng có thể chi trả được khoản vay. Có tài sản cùng giấy tờ chứng minh tài sản đảm bảo. Ở thời điểm đăng ký vay thế chấp, khách hàng không được có nợ xấu ở bất cứ một đơn vị tín dụng nào. Thủ tục hồ sơ vay thế chấp tại ngân hàng Agribank. Bên cạnh những điều kiện cần thiết để đăng ký vay thế chấp tại Agribank, thì các bạn sẽ có các nhân viên ở ngân hàng Agribank
tư vấn cho các bạn để chuẩn bị đầy đủ những loại giấy tờ dưới đây, từ đó được xét duyệt khoản vay như sau: chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân hoặc là hộ chiếu, giấy đề nghị cho vay vốn theo mẫu của ngân hàng Agribank, sổ tạm trú KT3 hoặc là sổ hộ khẩu, giấy tờ chứng minh được thu nhập, sao kê lương, bảng lương, hợp đồng lao động, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản thế chấp, bao gồm sổ hồng, sổ đỏ, hợp đồng khi mua bán bất động sản, v.v. Giấy tờ có liên quan để có thể chứng minh về mục đích sử dụng nguồn vốn là khách quan. Thời gian để duyệt hồ sơ vay thế chấp và giải ngân. Thời gian tiến hành giải ngân sẽ phụ thuộc vào mục đích của việc vay thế chấp và quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ vay. Thường thì thời gian giải ngân sẽ rơi vào khoảng từ 5 ngày cho đến 7 ngày kể từ ngày mà ngân hàng Agribank nhận được hồ sơ vay thế chấp của khách hàng đầy đủ. Quá trình vay vốn tại ngân hàng Agribank. Hướng dẫn quy trình đăng ký vay tín chấp tại ngân hàng Agribank. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn về quy trình đăng ký vay tín chấp tại ngân hàng Agribank. Bước 1. Người vay đến phòng giao dịch hoặc là chi nhánh gần nhất của ngân hàng Agribank để đăng ký vay vốn trực tiếp. Bước 2. Nhân viên ngân hàng sẽ tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về hạn mức, lãi suất và mức phí phát sinh trong gói vay tại Agribank. Bước 3. Khách hàng sẽ nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký vay theo sự hướng dẫn của nhân viên ngân hàng và tiến hành xác minh tính đúng đắn của các thông tin mà khách hàng cung cấp, cũng như thẩm định khả năng tài chính và lịch sử tín dụng của khách hàng để quyết định hỗ trợ vay vốn hay không. Bước 4. Sau khi có kết quả xét duyệt, thì ngân hàng sẽ thông báo kết quả vay vốn đến với khách hàng một cách nhanh chóng nhất. Sau đó thì hẹn lịch khách hàng đến chi nhánh của Agribank để ký hợp đồng vay vốn. Bước 5. Phòng kế toán sẽ tiến hành giải ngân tiền vay đầy đủ cho người vay theo quy định ghi trên hợp đồng. Hướng dẫn quy trình đăng ký vay thế chấp tại ngân hàng Agribank. Các bạn có thể tham khảo thêm về quy trình cho vay thế chấp Agribank cho những bước sau đây. Bước 1. Xác định thông tin và đăng ký vay. Khách hàng sau khi tiến hành đăng ký vay tiền ở trên web hoặc là theo yêu cầu vay tại ngân hàng sẽ được nhân viên tại đây liên hệ và tư vấn để xác định được thông tin về vay vốn. Bước thứ 2. Tư vấn hồ sơ cho vay thế chấp. Sau khi khách hàng đã nắm được thông tin về vay thế chấp cần thiết, thì nhân viên tư vấn của ngân hàng Agribank sẽ thông báo đến những loại giấy tờ mà khách hàng cần phải chuẩn bị để đi vay tiền. Bước 3. Thẩm định giá trị tài sản. Ngân hàng sẽ tiến hành thẩm định tài sản thế chấp trước khi đưa ra những quyết định có cho vay hay không và đưa ra một hạn mức vay phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Bước 4. Ký kết hợp đồng và giải ngân. Khi hồ sơ đã được thẩm định, khách hàng sẽ được phê duyệt khoản vay thế chấp và nhận được thông báo đến từ ngân hàng những thông tin chi tiết về hạn mức, lãi suất và thời hạn cho vay. Lãi suất vay vốn tại ngân hàng Agribank mới nhất năm 2023. Lãi suất vay tín chấp tại ngân hàng Agribank. Hiện nay thì ngân hàng Agribank triển khai gói vay tín chấp với mức lãi suất khá là hấp dẫn, dao động từ 1,3 cho đến 1,7% trên một tháng. Vay tiêu dùng tín chấp, lãi suất từ 10 đến 13% trên một năm, hạn mức là 30 triệu đồng, thời hạn là 12 tháng. Vay thầu chi Agribank, lãi suất là 17% trên một năm, hạn mức 100 triệu đồng, thời hạn 112 tháng. Vay mua sắm tiêu dùng và dụng gia đình, lãi suất 13% trên một năm, hạn mức 80% chi phí, thời hạn 60 tháng. Cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài, lãi suất 13% trên một năm, hạn mức 80% chi phí, thời hạn linh hoạt. Lãi suất vay thế chấp tại ngân hàng Agribank. Ngân hàng Agribank hiện tại đang triển khai rất nhiều gói vay thế chấp đa dạng với từng hạn mức, với mức lãi suất của ngân hàng Agribank cùng thời gian khác nhau. Vay mua nhà. Vay mua nhà đất, lãi suất 7,6% trên một năm, hạn mức linh hoạt, thời hạn 25 năm. Vay mua dự án, lãi suất 9,1% trên một năm, hạn mức 70% giá trị, thời hạn 10 năm. Vay xây sửa nhà, lãi suất 7,5% trên một năm, hạn mức linh hoạt, thời hạn 5 năm. Vay kinh doanh, vay đầu tư sản xuất kinh doanh, lãi suất 8,5% trên một năm, hạn mức 10 tỷ đồng, thời hạn 7 năm. Vay đầu tư tài sản cố định, lãi suất 8,4% trên một năm, hạn mức linh hoạt, thời hạn 7 năm. Vay bổ sung vốn lưu động, lãi suất 7,9% trên một năm, hạn mức linh hoạt, thời hạn 12 tháng. Vay du học, lãi suất 7,9% trên một năm, hạn mức tùy vào nhu cầu, thời hạn 120 tháng. Vay tiêu dùng,
lãi suất 7,8% đến 8% trên 1 năm, hạn mức 10 tỷ đồng, thời hạn 6 đến 8 năm. Vay thấu chi, lãi suất 7,7% đến 9% trên 1 năm, hạn mức 8 tỷ đồng, thời hạn 7 đến 8 năm. Vay mua xe, lãi suất 7,8% trên 1 năm, hạn mức đảm bảo 60% tài sản, thời hạn là 7 năm. Trên đây là những thông tin về quy trình, thủ tục, lãi suất vay vốn tại ngân hàng Agribank. Hy vọng rằng video này của Vlog Khởi nghiệp phần nào giúp các bạn nắm rõ những thông tin cần thiết trước khi quyết định vay vốn tại ngân hàng Agribank các bạn nhé. Đến đây video chúng mình xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của Vlog Khởi nghiệp. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin hữu ích nhé.